chiều 24 tháng 4, tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức họp ban chỉ đạo, chuẩn bị triển khai lễ phát động tháng an toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017. Tháng an toàn vệ sinh lao động năm nay với chủ đề thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5. Tập trung vào các hoạt động chủ yếu như tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động, thanh kiểm tra phòng ngừa các rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ngày 6 tháng 5 năm 2017, lễ phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động quốc gia được tổ chức tại Hà Nội. Thành phố sẽ triển khai các đoàn thanh kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh lao động tại 60 doanh nghiệp trên địa bàn.